Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con cung kính ngưỡng bái bạch trên chư tôn tiền Đức chứng minh. Con cung kính ngưỡng bái bạch trên sư thầy trụ trì chùa Tương Mai, Hà Nội. Kính gửi lời chào, lời chúc sức khỏe, trí tuệ, an lạc và hoan hỷ đến toàn thể nam nữ quý Phật tử. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử thân mến, hôm nay là thứ hai ngày mùng 1 Tháng 1 năm 2024, tính là tuần á, thì thứ hai là ngày đầu tuần, đúng không ạ? Tính là tháng á, thì tháng 1 là tháng đầu năm, tính là ngày á, thì ngày mùng 1 là ngày đầu tháng. Tức là chúng ta đang ở cái thời điểm ngày đầu tiên của năm mới, tháng đầu tiên của năm mới và cũng là ngày thứ đầu tiên của tuần mới. Nên hôm nay... Nếu ai có mặt hôm nay nghe Pháp đến chùa tu tập Chắc chắn phước báo của chúng ta sẽ vô cùng tuyệt vời Và đánh dấu một năm mới 2024 Nhiều hạnh phúc và an lạc <laughs> Kính thưa quý vị tự tân mến Cái tình rất là may mắn và hạnh phúc Được gắn bó với đạo tràng chùa Tương Mai Đã trên dưới 3 năm rồi Dạ, trên dưới 3 năm rồi Mỗi lần về chia sẻ Pháp với Đạo Tràng của chúng ta Lại có những kỷ niệm, có những cảm xúc rất là khó tả Tại vì Đạo Tràng của chúng ta là một trong những Đạo Tràng Cái tên soạn bài rất là nhanh Tại vì Phật Pháp căn bản chúng ta đã nắm kỹ rồi Và chúng ta được tiếp cận Pháp từ rất nhiều các vị thầy khác Chúng ta tiếp nhận Pháp rất nhiều từ các vị thầy, vị sư cô nên khi mà nói một cái vấn đề gì đó Làm cái thành nói cái là xong luôn Không cần phải quay trở lại để phân tích kỹ về cái yếu tố đó nữa Chứ nếu một đạo tràng mà lâu lâu mới nghe Pháp Mà dạng đến Phật Pháp Mà có những cái từ Mà chúng ta biết những cái thuật ngữ của Đạo Phật đó Nói tới đâu là thuật ngữ Đạo Phật tới đó Là phải phân tích từng cái Thì chúng ta rất khó giảng bài Và nếu cái vấn đề nghe Pháp Nó không có thường xuyên nó quý Phật tử ạ Nó không thường xuyên đó thì hôm nay nghe được xíu Rồi bắt đầu là hai tháng sau hoặc một tháng sau nghe được xíu nữa Thì cái lợi ích cũng có đó Nhưng nó không nhiều Nó không nhiều Còn lại đạo trang của chúng ta ở đây Một tuần nghe Pháp ít nhất là một Một lần Và các bạn thấy hình như là Thời gian vừa rồi có nhiều lúc một tuần nghe Pháp đến ba lần luôn Đúng không ạ? À nên nhờ cái vấn đề là Pháp chúng ta nghe liên tục Pháp chúng ta nghe từ các vị tôn túc Các vị giảng sư Nên cái kiến thức Phật Pháp của quý Phật tử ở Đạo Tràng Tương Mai Cái tình xem đó là vô cùng vững vàng Nên mỗi lần về đây giảng thì soạn bài rất là khỏe Và giảng bài cũng vậy Tại vì thứ nhất Đạo Tràng chúng ta có tinh thần nghe Pháp Chúng ta tới đây không phải vì lễ hội Đông người mình mới tới Chúng ta không tới chùa chỉ đơn giản là cầu xin cầu nguyện mà khi từng quý Phật tử đang ngồi có mặt ở đây này Khi chúng ta bước chân tới chùa tương mai Là chúng ta đặt cái mục tiêu đó là nghe Nghe Pháp à Và hôm nay quay trở lại đạo tràng chùa tương mai Cũng là một nhân duyên đúng không? Đáng lẽ chúng ta hẹn ngày mùng 2 cơ Nhưng bây giờ là đúng vào ngày mùng Mùng 1 tháng 1 năm 2024 Để chúng ta là có nhân duyên khai Pháp đầu năm Dương lịch tại chùa tương mai và hy vọng năm nay khai pháp dương lịch tại chùa Tân Mai Cái thành sẽ được nhiều số hơn nữa nha. Để có thể có nhân duyên đi chia sẻ đạo lý nhiều nơi. <laughs> Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại kinh bộ. À, trước đó chúng ta đã học hai phần rồi. Đó là tám pháp hy hữu ở ở đời. Trong hai phần đó chúng ta đã học được mấy pháp? 4 <laughs> pháp rồi, đúng không? 4 pháp rồi. Hôm nay thì chúng ta sẽ học luôn 4 pháp còn lại. Học luôn bốn pháp còn lại Để còn một buổi từ đây cho tới Tết nữa Quý Phật tử ạ à. Còn một buổi từ đây cho tới Tết nữa Thì cái buổi đó coi như là tổng kết Thầy trò chúng ta tới trao đổi ngắn gọn thôi Và cái thành sẽ soạn một số câu hỏi Ngắn, dễ hiểu Trong cái nội dung mà cái thành đã giảng Tại vì cái thành có một cái tuyển tập Giảng ở chùa nào Bài pháp nào Giảng ngày nào Giờ nào Chùa nào Có Thì bây giờ cái thành sẽ tổng hợp lại những cái bài giảng mà cái tình giảng ở chùa tương mai đặt ra một số câu hỏi căn bản lúc đó chúng ta nghe pháp khoảng 45 phút thôi còn lại 45 phút cái thành sẽ hỏi đáp hỏi đáp nếu ai trả lời đúng thì chúng ta sẽ có quà đó là tháng sau nha tháng sau nên hôm nay chúng ta sẽ học hết 4 phần còn lại bốn cái pháp hi hữu còn lại để chúng ta coi như là Khởi đầu một năm mới Là chúng ta được duyên mãn Ngay cái bài pháp thoại này luôn Quý vị tử có đồng ý với thầy không <laughs> Bây giờ chúng ta sẽ đến với Phần tiếp tục Ở phần 1 và phần 2 Tức là chúng ta Hai phần mà học cái bài này đó quý vị tử Thì chúng ta đã học được mấy pháp rồi Mấy pháp quý vị tử nhớ không Mấy pháp Bốn pháp Thứ nhất là gì Chính là gì? Thiểu dục Thứ hai Tính đúng rồi Thứ ba Tàm Thứ tư Quý ý, Đó là lý do vì sao các cụ cầm vợ rất chắc ăn Còn mình mà học mình nghe hay quá Thích quá tháng sau gặp lại Quyệt Đấy bây giờ này cả người trẻ cũng vậy Đây cái thầy thấy các cụ đây Có bút có viết đây rất là tuyệt vời Cái này nhắc lại này Tám pháp hi hữu ở đời chúng ta đã học được mấy phần? Hai phần. Trong hai phần học được mấy pháp? Bốn pháp đầu tiên. Thiểu dục. Thứ hai. Tính. Thứ ba. Tàm. Thứ tư. Quý. Bây giờ trong ngày hôm nay. Ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024. Chúng ta sẽ học viên mãn luôn. Tám pháp hi hữu này luôn. Để chúng ta kết thúc bài pháp thoại này. Như là một món quà trọn vẹn nhất trong ngày đầu năm 2024, thay lời chúc của cái tình đến với tất cả quý Phật tử và thay cái món quà ý nghĩa đầu năm đồng ý không quý Phật tử, đồng ý không. Chúng ta sẽ tiếp tục những phần còn lại. Trong cái đoạn kinh tiếp tục, hôm nay chúng ta sẽ học sẽ còn 4 phần. Thứ nhất đó là tinh tấn Thứ hai đó là niệm Thứ ba định Thứ tư là tuệ Đó là bốn pháp hy hữu còn lại trong tám pháp hy hữu Chúng ta sẽ trích nguyên văn đoạn kinh này như sau Nói thủ trưởng giả có tinh tấn là do nhân gì? Thủ trưởng giả thường thực hành sự tinh tấn Trừ ác và bất thiện Tu các thiện pháp có ý tưởng ngồi dậy chuyên nhất và kiên cố tạo gốc rễ thiện không hề từ bỏ sự tinh cần nói thủ trưởng giả có tinh tánh là nhân đó mà nói. 6. Nói thủ trưởng giả có niệm là do nhân gì? Thủ trưởng giả quán nội thanh như thanh, quán nội giác, nội tâm, nội pháp như pháp. Nói thủ trưởng giả có niệm là nhân đó mà nói. 7. Nói thủ trưởng giả có định là do nhân gì? Thủ trưởng giả ly dục, ly ác bất thiện pháp cho đến chứng đắc để tứ thiền, thành tựu và an trụ. Nói thủ trưởng giả có định là nhân đó mà nói. 8. Nói thủ trưởng giả có tuệ là do nhân gì? Thủ trưởng giả tu hành trí tuệ quán sát sự hưng thịnh và suy tàn của các pháp đạt được trí tuệ như vậy thánh tuệ minh đạt phân biệt rõ ràng để hoàn toàn thoát khổ nói thủ trưởng giả có tuệ là nhân đó mà nói nói thủ trưởng giả có tám pháp vị tăng hữu là nhân đó mà nói phật thuyết như vậy các tỳ kheo sau khi nghe phật thuyết hoan hỷ phụng hành Kinh Trung A Hàm Phẩm Vị Tàng Hữu Pháp Kinh Thủ Trưởng Giả số 41 Chúng ta trong một tràng pháo tay để cùng phân tích bốn pháp hy hữu còn lại <laughs> Như ban đầu chúng ta đã nói hai phần trước và đoạn trước thì chúng ta đã đề cập đến bốn pháp vị tàng hữu gồm có thiểu dục tính tam và và quý nếu ai có được một trong bốn pháp này tuyệt vời mà mình có cả bốn thì chắc chắn rồi những điều tốt đẹp sẽ đến với chúng ta. Những điều tốt đẹp sẽ đến với chúng ta theo quan điểm của đạo Phật là không phải do thần linh ban phước giáng họa, không phải là chúng ta gặp may, không phải là một điều ngẫu nhiên mà những cái điều may mắn những điều tốt đẹp đến với chúng ta là do đâu quý Phật tử? Do đâu? Do chính chúng ta tạo tác những nhân thiện. Tại vì trong Tăng Chi Bộ Đức Phật đã dạy: Chúng sinh là chủ nhân của nghiệp, chúng sinh là kết quả của nghiệp, chúng sinh là thừa tự của nghiệp và chúng sinh thai tạng từ nghiệp. Nên những hạnh phúc, những may mắn, những thành công, những điều tốt đẹp đến với chúng ta hoặc là những điều mà không tốt đẹp đến với mình, tất cả đều do nghiệp. Nghiệp đó từ đâu mà ra? Nghiệp đó từ đâu mà ra quý Phật tử? Nghiệp đó từ chính mình tạo ra Cụ thể là có ba nghiệp Thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp Nếu với thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp bất thiện Thì khổ não theo sau chúng ta như là xe chân vật kéo vậy đó Còn ngược lại Nếu với thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp thiện lành Thì an lạc bước theo chúng ta như như bóng không không rời hình nên cái ta nói trong bốn cái pháp vì tạng hữu đầu tiên đó là thiểu dục đó là tính đó là tàm đó là là quý đúng không ạ à? mình có được một trong bốn đã quý rồi mà mình có cả bốn cái nữa thì chắc chắn chúng ta đang gieo nhân nhân thiện mà đã gieo nhân thiện rồi không cần cầu quả báo mà quả báo tốt đẹp tự đến với chúng ta đó là quy luật tất yếu và khách quan của luật nhân quả Và hôm nay chúng ta sẽ học bốn pháp còn lại bốn pháp này cũng cực kỳ ý nghĩa Quý Phật tử cực kỳ ý nghĩa và cực kỳ quan trọng Và hôm nay giống như là ngày đầu năm 2004 đúng không? Chúng ta có thêm bốn pháp này Ôn lại bốn pháp kia nữa Có được tám pháp này xin thưa Dù có kim cương dù có vàng, dù có nhà lầu xe hơi Vẫn không bao giờ có thể mãi may so sánh được với những điều vi diệu trong những bài pháp mà Đức Phật để lại cụ thể là tám pháp vị tăng hữu này đồng ý không quý Phật tử đồng ý không <laughs> đoạn kinh vừa rồi cái thành chia sẻ đến quý Phật tử đọc nguyên văn đến quý Phật tử lại tiếp tục giới thiệu những pháp vị tăng hữu còn lại tinh tấn niệm định và và tuệ trong tám chi phần mà chúng ta hai phần trước đã học bốn cái hôm nay chúng ta học bốn cái nữa đúng không trong tám chi phần của pháp vị tàng hữu này thì có mặt trọn vẹn của ngũ căn tức là nếu chúng ta học bài này đầy đủ rồi thì từ về, từ đây về sau cái phép ngũ căn đó là coi như chúng ta đã nắm rồi ngũ căn gồm gì quý phải tự nhớ không gồm gì tính tánh niệm định tuệ tính tánh niệm định tuệ trong tám pháp vị tăng hữu này có đủ hết không? Đủ hết. Đủ hết luôn. Nên khi mình học tám chi phần của pháp vị tăng hữu này thì xin thưa nó có mặt trọn vẹn của ngũ căn. Tức là tính, tấn, niệm, định và và huệ hoặc là tuệ đấy. Nên một bài pháp mình học nhưng có lợi ích lắm. Lợi ích là gì? Chúng ta học xong luôn cái pháp số đó là tính căn. Và trong cái tám cái pháp vị tạng hữu này lại có những yếu tố cốt tủy, lại có những yếu tố cốt lõi của bác chánh đạo gồm có Bác chánh đạo gồm gì? quý phải tự kể tên cái thành nghe nè, chắc chắn cái bài kiểm tra trước khi chúng ta kết thúc năm quý mạo sẽ có câu hỏi này. Liệt kê bát chánh đạo, bây giờ ai liệt kê thử cái thành nghe nào? Thứ nhất. Thứ nhất. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Thì bác chánh đạo gồm có 8 yếu tố đó thì trong 8 chi phần của pháp vị tạng hữu mà thầy trò chúng ta đã học ròng rã 3 tháng này, gọi là 3 tháng nhưng thực chất có 3 ngày thôi. Đúng không ạ? À? Thì 8 cái pháp vị tạng hữu này như lúc nãy cái ta nói Có đầy đủ có mặt của ngũ căn Tính, tấn, niệm, định và, và tuệ Và có một số phần cốt tủy căn bản của bác chánh chánh đạo Thế nên khi chúng ta học về tám cái pháp vị tàng hữu này Chúng ta thực hành các pháp mà hy hữu khó có được ở đời Trong bài kinh này đây là nền tảng tu tập để hướng về giải thoát và giác ngộ Và thành tựu giải thoát giác ngộ Nên bài pháp này rất quan trọng Đó là lý do vì sao Chỉ là một đoạn kinh chúng ta đọc trong vòng 5 phút Nhưng Khải tần phải dành ra ít nhất là 3 buổi giảng Một buổi là trung bình từ 75 phút cho đến 90 phút Vì sao? Nó có cả tính căng Nó có cả gì? tánh căn niệm căn định tuệ và cốt tụy của bác chánh đạo thì xin thưa đây có phải là nền tảng của sự tu tập không có đây có phải là tiền đề để chúng ta thành tựu giải thoát giác ngộ không có nên nghe bài này ứng dụng được bài này thì xin thưa cái con đường cái lộ trình tu tập của chúng ta sắp đến gặp phật được rồi đấy đồng ý không quý phật tử đồng ý không hôm nay Chúng ta sẽ đến phần số 5. Đó là gì? Tinh tấn. Có tinh tấn. Có tinh tấn là chi phần số mấy trong bát chánh đạo? Chi phần số mấy? Số mấy? Số 6. Đúng không? Số 6. Tại vì chánh tinh tấn xong đến chánh niệm và chánh định. Nên chánh tinh tấn đó chính là chi phần số số 6 trong trong bát chánh đạo và nếu tính trong ngũ ngũ căn thì chánh tinh tấn nằm ở phần thứ mấy phần số mấy số 2 tính tấn niệm định và và tuệ nên khi mình đối chiếu cái pháp vị tăng hữu số 5 này thì đối chiếu qua bát chánh đạo thì nó lại nằm ở chi phần số 6 đối chiếu qua ngũ căn thì nó nằm ở chi phần số số 2 nên chúng ta thấy không có nhiều cái pháp quan trọng nên những cái chi phần trong bát chánh đạo đa số nó rơi vào hết đó, đủ hết cái nào cũng cần phải có cả. Vậy ở đây chánh tinh tấn nghĩa là gì? Chánh tinh tấn nghĩa là gì? Mình tu tu học sau đó mình nói quý Phật tự ráng tinh tấn tu học nha. Rồi quý thầy hay chúc chúng ta là gì? Chúc quý Phật tử tinh tấn tu học nha. Rồi chúng ta cũng khuyên bạn đồng tu là gì? Ráng tinh tấn tu học nhé Vậy tinh tấn là gì? Sao im ru vậy trời? Bây giờ cái tên hỏi này Có phải chúng ta hai chúc nhau là tinh tấn tu học có không? Quý thầy hai chúc chúng ta là năm mới Kính chúc quý Phật tử Vô lượng an lạc, vô lượng các tường và tinh tấn tu học có không? Có Tám pháp vị tăng hữu có tránh tinh tấn không? Có Ngũ căn có không? Có luôn. Bác chánh đạo có không? Có luôn. Mà sự tinh tấn trong cái tu tập của mình có cần thiết không? Cần luôn. Vậy tránh tinh tấn là gì? Cái gì cũng có, cái gì cũng cần, cái gì cũng quan trọng mà họ hỏng biết. Làm sao mà tu? Xin năng chăm chỉ ăn cắp cũng xin năng chăm chỉ được. Đúng không? Vô lẽ đi ăn cắp mà chăm chỉ, không bỏ sót buổi nào nó dạ thưa thầy ba giờ sáng là con dậy rồi không phải dậy hô chuông không phải dậy con phu mà gì cái giờ đó nhiều người ngủ ngon lắm con hết sức như thế nào chăm chỉ để làm gì quét tường đục vách phá cửa ăn trộm có gọi là tránh tin tấn không không vậy tránh tin tấn chúng ta lưu ý này tránh tin tấn gồm có những điều sau đây bốn điều nhớ nha chúng ta nhớ bốn điều thứ nhất những điều ác đã làm thì ăn năn sám hối dứt trừ không làm được đó là tinh tấn ngăn ngừa điều ác thứ hai những điều ác chưa làm đừng bao giờ đừng để phát sinh nên ý đầu tiên gồm có hai ý là tinh tấn ngăn ngừa các pháp bất thiện gồm có hai cái nào đã có rồi ăn năn sám hối bỏ đi cái nào chưa có đừng để cho nó phát sinh Trong cái hành động của mình Trong cái việc làm của mình Trong cái lời nói của mình Và thậm chí trong cả ý nghĩ của mình Đó là tinh tấn ngăn điều Điều ác, điều bất thiện Nghĩa thứ hai Tinh tấn thứ hai là gì? Tinh tấn phát triển điều tốt Phát triển điều thiện Phát triển điều điều lành Lại có hai điều Điều thứ nhất điều thiện đã làm thì bây giờ tiếp tục phung bồi tiếp tục làm tiếp tục phát phát triển điều thiện đó số 2 là gì điều thiện nào mà mình chưa làm chưa có điều kiện làm hoặc chưa biết bây giờ mình biết và mình có điều kiện thì phải làm đó là tinh tấn phát sinh điều điều thiện nên gọi chung là chánh tinh tấn đồng ý không quý phật tử đồng ý không nên từ đây khi mình chúc mọi người ráng tinh tấn tu tập nha thì chúng ta nhớ trong cái câu chúc đó có bốn cái câu chúc nhỏ. Thế gì? Những điều ác đã làm thì đừng làm nữa, ăn năn sám hối đi. Những điều ác chưa làm thì đừng có có thử đừng có có làm. À, những điều thiện mà cô mà bác mà anh mà chị đang làm thì tiếp tục mà mà làm mà tinh tấn. Và những điều thiện mà chưa làm thì bây giờ hãy tập làm ngay và luôn đi. Đó là cái câu chúng ta hay được quý thầy chúc Chúc quý Phật tử tinh tấn tu học Được chưa? Được chưa? Được rồi Nên vấn đề mà phát triển thiện pháp Trao dồi thiện pháp Đây là cần một cái sự nỗ lực Tu tập rất là lớn quý Phật tử Ngay đến sự tinh tấn là nó một cái quá trình Chứ không phải hôm nay mình ngăn điều ác, mình không làm điều ác Hôm nay mình làm được chút điều thiện Ô đủ rồi mình làm có ngài không được gọi là tinh tấn Mà tinh tấn gồm có Đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn Cuối tránh trường hợp Tránh trường hợp gì? Tránh trường hợp Đầu voi đuôi chuột Tránh trường hợp Nhất niên Phật tại tiền Nhị niên Phật ra ngoài hiên ngồi Tam niên Phật thăng thiên Điều này cái tên đã nhắc rồi đúng không? Như vậy có gọi là tinh tấn không? Không, mà kiểm tra lại nha Cái tên đã từng gặp rất nhiều Không phải một đâu Cái tên gặp rất nhiều trường hợp Ban đầu xin tu lắm Từ thiền cũng xin làm Bố thí cũng xin làm Cúng dường cũng xin làm Tụng kinh cũng xin Lễ Phật cũng xin Ngồi thiền cũng xin Nghe Pháp cũng chăm chỉ Nhưng được 3 tháng tất cả quay về số mò Số mò là số gì biết rồi đó Đúng không? Có không? có cái Phật tử Chúng ta quan sát đi, thậm chí tâm của mình Có nhiều lúc chúng ta vô cùng phấn khởi làm điều thiện Nhưng mà có một cái biến cố nào đó Hoặc là một sự giải đại nào đó Hoặc là một cái sự tự mãn nào đó Tự nhiên cái con đường tu của mình nó bị chững lại Có không? Có Thì lúc đó cái sức mạnh của chánh tinh tính phải phát huy lúc đó khi mà mình bị trùng chân, bị mỏi gối, bị gặp một cái chướng duyên nào đó trong gia đình hoặc là gặp một cái phiền não đó trong cuộc cuộc sống hay là có một cái điều nào đó cái tâm bất thiện cái tâm phiền não trong tâm bình khởi lên mà không có chấn tinh tấn chúng ta rất dễ gãy gánh giữa đường chúng ta mất luôn cả đạo tâm mất luôn cả công phu tu tập của mình nên đó là lý do vì sao trong bài kinh này đức Phật nói có được tinh tấn thì đây là một pháp vô cùng quan trọng và khó có được ở đời là như vậy đấy quý Phật tử đồng ý không ạ đồng ý không nên hoặc nhìn khi chúng ta nghe nói tinh tấn là điều ác đã làm không làm nữa ăn năn sám hối điều ác chưa làm thì đừng đừng làm đừng nói đừng nghĩ đừng cho nó móng khởi điều thiện đã làm tiếp tục làm điều thiện chưa làm thì tập làm đúng không ạ? Thoáng nghe qua thì có vẻ là không khó lắm, không khó lắm. Nhưng bắt đầu cái lộ trình tu tập, bắt đầu dấn thân trên con đường tu tập, thì xin thưa cái sự cố gắng, cái sự bền bỉ trên cả một cái lộ trình tu tập dài như vậy, xin thưa quý vị tử có dễ dàng không? Không không hề dễ dàng đâu quý Phật tử Không hề dễ dàng đâu Thực hiện được điều này Một ngày, hai ngày, vài tháng Dễ Nhưng để có cả một cái lộ trình Có cả một cái hành trình tu tập Mà vương luôn đảm bảo được cái sự bền bỉ Được cái sự siêng năng Được cái sự kiên trì và tinh tấn như vậy Hoàn toàn không dễ xíu nào cả Khó lắm quý Phật tử ạ à. Tại vì đường tu chúng ta Hiếm người nào mà không gặp trở ngại lắm. Nhiều lúc mình gặp một vị tu hành, một vị thiền sư có được một cái nét gọi là ung dung tự tại an nhiên và mình cảm nhận được cái tâm hồn của vị đó hầu như không có nỗi khổ niềm đau, à, vị đó hết sức là nhẹ nhàng thư thái, đúng không ạ? À? Nhưng chúng ta lưu ý một rằng vị đó vẫn có những điều trái ngang vì đó vẫn có những điều phiền đảo vì đó vẫn có nhiều cái nỗi khổ niềm đau nhưng khác chúng ta vì đó đã vượt qua những nỗi khổ niềm đau đó bằng sự tu tập đặc biệt trong đó có chánh tinh tấn nên mình nhìn người này ung dung tự tại mình chắc người này không có gặp nỗi khổ niềm đau đâu chắc là người này rất là gì rất là thuận duyên trong vấn đề tu tập không có đâu quý phật tử ạ mà người này như thế nào biết biến những cái trở ngại đó đốt cháy những cái phiền não đó trở thành cái động lực để bước bước tiếp quý phật tử nhưng người người này những cái điều mà mình cảm thấy bình thường thì đối với họ là đặc biệt ví dụ cũng là mình có đôi bàn tay nhưng mình thấy cái khúc gỗ đó mình quăng khúc gỗ nó đi tại vì nó hỏng đẹp như một người có một tâm hồn nghệ sĩ họ lại lượm cái khúc gỗ ven đường đó họ về nó đẻo họ khắc lại và họ viết lên đó chữ Vô thường để tặng cho bạn đồng tu Mình ra ngoài biển Chúng ta thấy có nhiều cái vỏ sò, vỏ ốc không? Có, mình cũng không quan tâm Như một người có tâm hồn nghệ thuật rồi Họ có thể lấy cái, cái vỏ sò đó Đúng không? Họ đẻo hay gọt cho đẹp Họ viết hai chữ An nhiên để tặng cho cuộc đời Rồi có nhiều người như thế nào? Nội tâm của họ, trái tim của họ Mỗi lần mà gặp biến cố mỗi gần mà gặp trong trên trở ngại trong cuộc sống thì trái tim của họ có khả năng tự chế tạo thuốc để chữa lành nội tâm của họ nên cái vấn đề tinh tấn đó, trong cái sự tu tập luôn luôn phải có cả lúc chúng ta không gặp khó khăn cũng phải có sự xuất hiện của chánh tinh tấn tại vì sao cái bây tự biết không bây giờ chúng ta sẽ phân tích hai phương diện này khi gặp nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời ập tới khi gặp một cái chướng duyên nào đó trong sự tu tu tập khi gặp một cái phiền não nào đó trong tâm giấy khởi lên nhờ có chánh tinh tấn thì chúng ta như thế nào vẫn bền bỉ vẫn kiên trì không thoái chí không bỏ giữa giữa chừng nhờ có chánh tinh tấn ngược lại nếu chúng ta gặp thuận duyên gặp những điều như ý luôn và toàn là những điều tốt đẹp với chúng ta đến Xin hỏi quý vị tử có cành chánh tinh tấn không? Có không? Có, tại vì sao? Lúc đó đó, điều kiện nó thuận lợi quá Mình lại lười tu Có nha quý vị tử Có, điều này xảy ra đó Có nhiều người đi xuất gia dễ quá Hoặc là có nhiều người đi chùa dễ quá Chính cái dễ đó là người ta chủ quan Không có tinh tấn Có đấy Nên chúng ta nhớ chúng ta đi đền đình miếu mạo thì cái tành không biết quý vị tự cầu gì nhưng khi chúng ta quỳ trước Phật này quỳ trước Bồ Tát Quán Thế Âm đừng bao giờ cầu xin Phật cho bình tiền của đừng bao giờ cầu Bồ Tát Quán Thế Âm cho mình giàu có Phật không cho đâu tại vì người nào mà càng giàu đó Phật cho Phật mà biết người nào mà càng giàu càng khó tu à đủ đủ dễ tu khó quá cũng khó tu nhưng mà nhiều quá cũng như thế nào cũng khó tu Nên Phật biết Mà bây giờ người này xin Mà mình cho Như thế nào Đạo lý thì được Tinh tánh thì Thì được Mà bây giờ cho tiền Nhiều lúc cho tiền xong rồi Không thấy đâu nữa Không thấy đâu nữa Quý Phật tử ạ À Nên trong cái sự tinh tánh Cái tình nói này gồm có cả hai mặt nha Mình cứ nghĩ rằng Gặp khó khăn Nghịch cảnh trong gai Rồi mới cần sự tinh tánh Xin thưa đúng Nhưng đủ chưa chưa ngay cả lúc không có trong gai không có nghịch cảnh thậm chí toàn những điều tốt đẹp đến với chúng ta thuận duyên từ trong gia đình của mình tiền bạc tài chính thầy lành bạn tốt tất cả đều tốt đẹp cũng phải lưu ý phải có chánh tinh tấn để làm gì để không chủ quan và cái tâm kiêu căng ngã mạng của mình và không ngủ quên trên Vinh Quang đồng ý không ký Phật tử đồng ý không nên những ai mà bắt đầu lộ trình tu tập cho đến 5 năm 10 năm 2 3 chục năm mà chúng ta vẫn duy trì được sự tinh tấn không ngừng nghỉ vẫn giữ được cái sơ tâm ban đầu của mình khi đến với đạo đây là một điều hi hữu và vị tặng hữu tại vì không biết sao nha bản thân của cái thành cũng vậy Giá như mình giữ được cái sự tinh tánh Giá như mình giữ được cái lý tưởng Như lúc mình phát tâm xuất gia tu học Thì bây giờ cái thành như thế nào Nhiều lúc cũng chứng được một cái gì rồi Trong tứ quả rồi Ít nhất là được sơ quả Bứng gốc được ba cái sự đầu tiên Nhưng bây giờ quả gì không thấy toàn trơ trơ không à chỉ có là hôm nay có được ngủ quả thôi Tại vì chưng mâm ngũ quả cho Phật hết Còn lại tứ quả không có cái nào Mà mình nhớ lúc mà mình phát tâm Chỉ là một người sinh viên thôi cái Phật tử Lúc đó là cái tình đang là sinh viên Cái tình ra học xong cái tình đi làm Quý Phật tử suốt ngày Lúc mà đi từ nhà cho đến ngân hàng làm việc Lúc từ ngân hàng về nhà Mặc dù công việc ổn định Mười mấy năm trước làm được cái hàng là quý lắm cái Phật tử Nhưng mà không biết sao Cái thành không có niềm vui Ngày nào cái thành cũng buồn cả Quý Phật tử có cảm nhận được là cái thành có năng lượng nhiều không? Có, năng lượng rất nhiều Khi nào cái thành xuất hiện cũng đem lại niềm vui cho mọi người cả Và từ nhỏ cái thành đã như vậy rồi Và đến tu tập trong đạo cái thành luôn luôn là người Dẫn lầu các phong trào tổ chức các chương trình mà nếu thiếu sự xuất hiện của mình Mọi điều cũng vui đó Nhưng không vui Không vui bằng Khi có mình À Và quý vị tự biết Cái tần vào ngân hàng Cái tần làm riết Mà những người trong ngân hàng Tưởng cái tần bị trầm cảm luôn Tại cái tần không nói chuyện với ai cả Cái tần cũng cảm thấy như mình Mình bị dị biệt đó, Mình bị khác biệt trước mọi người Tại vì sao Cái chân thì ngồi Cái tay á, thì chúng ta cầm cái xe tới vị trí làm việc của mình... Ngày nào cũng đi làm... Nhưng cái tâm hồn của cái tành lúc đó... Hình như cái tành chỉ nghĩ tới đạo Phật thôi... Cho đến bây giờ... Cái tành xuất gia hơn 12 năm... Bây giờ kiểm tra lại... Cái lý tưởng tu tập của mình bây giờ... Và lý tưởng tu tập của cái tành... Lúc chỉ là một người sinh viên... Nó mất đi... Hết 4 phần năm... Chỉ còn 1 phần năm... Và nếu so lại... Bây giờ... 37 tuổi với một cậu bé 7 tuổi 30 năm Nhưng bây giờ so lại cái lý tưởng Cái sự tinh tấn tu tập hiện tại của cái tên Là một người xuất gia 12 năm Tuổi đời là 37 Với cậu bé 7 tuổi Nó mất đi 9 phần 10 Chỉ còn 1 phần 10 thôi Nên nếu bây giờ mình tu Mà cái sơ tâm đầu tiên Khi mình biết tới đạo cái lý tưởng đầu tiên khi chúng ta về với với Phật cái sự tinh tấn của chúng ta khi đến với Tam bảo giữ được cái sơ tâm đó là một điều cái thầy nói với quý vị tưởng nha, vô cùng khó. Nhưng khi mình đọc cái điều này nó ô tinh tấn có gì đâu khó ngày nào cũng tới chùa tụng kinh mà. Mình cứ nghĩ đơn giản là tinh tấn là mình tụng kinh, mình lễ Phật, mình tọa thiền không cho gián đoạn đó là tinh tấn đúng không? không đơn thuần là vậy đâu mà gì chúng ta phải luôn luôn chiến đấu với chính bản thân của mình để có những điều sai lầm mình lỡ làm rồi không tái phạm khó hay dễ khó cái phải tự bản thân của cái tình có nhiều cái lỗi này từ ngày này sang ngày khác từ tháng này sang tháng khác từ năm này sang năm khác mình biết đó nhưng mà khi mình đủ trí tuệ, đủ tinh tấn, sáng suốt thì mình không bao giờ mình làm. Nhưng chỉ cần mê mê mờ mờ, ngay lập tức nó dễ khởi là mình đã làm rồi. Khó lắm quý Phật tử, không hề đơn giản đâu. Rồi nhiều lúc mình xem trên đài, trên báo mình thấy những cái tệ đạn xã hội, thấy những cái tội ác rung rợn quá, đúng không ạ? À? Và mình chê người ta, rồi mình trách họ, nhưng coi chừng. Lỡ có một lúc nào đó Mình rơi vào cái hoàn cảnh đó Mình cũng sẽ làm những cái tội ác y như vậy không hề đơn giản đâu cái Phật tử Nên hai yếu tố đầu thôi Điều ác, điều bất thiện Lỡ làm, lỡ nói, lỡ nghĩ rồi Mà bây giờ Mà bây giờ Mình ăn năn mình sám hối Quyết tâm không làm nữa Là một điều khó Rồi thậm chí những điều ác chưa làm Nhưng mình dặn với lòng Đừng bao giờ làm Nhưng xin thưa Lỡ rơi vào một cái hoàn cảnh Một cái điều kiện nào đó như ý Đầy đủ những danh duyên Lúc đó có giữ được tâm hay không Mới là vấn đề rất là nguy hiểm điều thiện cũng vậy như lúc nãy cái tên nói đó bây giờ cái, quý vị tử nhìn thấy cái tình à, là một vị tu hành là một vị giảng sư nhưng chính bản thân cái tình biết và cái tình nói thẳng cái tình mới tâm sự cái phật tử mà cái lý tưởng cái đam mê cái sự tinh tấn tu hành của khải tần so với một cậu sinh viên trẻ 24 tuổi bây giờ chỉ còn lại 1 phần năm và so với cậu bé 7 tuổi mới ý thức được đến với đạo chỉ còn 1 phần 10 thôi. Giá như Khải Tần có đầy đủ sự tinh tấn tu tập, vẫn giữ được cả 5 phần của một cậu sinh viên mới ra trường, lý tưởng sách gia, và giữ được trọn vẹn 10 phần của một cậu bé 7 tuổi mới biết tới đạo, thì bây giờ cái Tần đã đắc quả rồi. Còn bây giờ cũng đắc. Đắc gì? ngũ quả mâm ngũ quả gồm gì? Gồm gì? Cầu, dừa, đủ, sai Nên Đạo Phật mình đúng không? Là không có mâm ngũ quả mà có tứ quả Mà bây giờ Phật tử hỏi mâm ngũ quả trả lời được nha Bây giờ hỏi tứ quả trong đầu Phật gồm gì? Sơ quả, tu đà hoàng, nhị quả, tư đà hàm, tam quả, Anaham Tứ quả A-la-hán Mình biết mâm ngủ quả gồm gì Đọc vất vất thì làm ơn Sau này hỏi tứ quả là gì Cũng đọc trả lời rần rọt dùm thầy Đồng ý không? Đồng ý nha Nên chúng ta quay trở lại vấn đề Để giữ được, để duy trì được Cái sự tinh tấn trong tu tập không ngừng nghỉ Đặc biệt là cái giây phút chúng ta phát tâm đến với đạo Gọi là sơ tâm đến với đạo đó giữ được điều đó khó hay dễ quý phật tử khó mà nếu chúng ta duy trì được chúng ta giữ được điều đó tinh tấn tu tập không ngừng nghỉ và có được cái sơ tâm ban đầu thì xin thưa đây là một điều khó có được ở đời hay còn gọi là gì hi hữu vị tầng hữu đồng ý không quý phật tử đồng ý không đó là vị tăng hữu số mấy rồi số mấy Số 5 nhắc lại số 1 Hiểu dục Thứ hai Tính Thứ ba Tàm Thứ tư Quý Thứ năm Tinh tấn năm cái rồi Cái thứ Thứ sáu Đó là Là gì Là niệm Niệm ở đây Chuẩn xác Chuẩn mực Cái gốc của niệm Đó chính là gì Thực hành Tứ niệm xứ tứ niệm xứ gồm gì quý phật tử gồm gì thân họ tâm pháp có nhiều người hỏi dạ tôi con không có thời gian thực hành tứ niệm xứ thì ạ à? thì cái tình họ cái phật tử này quý phật tử có thời gian để đi không có không có thời gian để nằm không có thời gian để đứng không có thời gian để ăn uống không có thời gian để hít thở không? Có. Nên đi biết mình đi, đứng biết mình đứng, nằm biết mình nằm, hít thở vào ra biết rõ hơi thở, đó là tứ niệm xứ chứ đâu. Nên do chúng ta không hiểu về tứ niệm xứ, nên nhắc tới tứ niệm xứ mình nghĩ, ô cái này hình như không phải dành cho mình đâu. Chỉ dành cho những quý thầy tu tập miên mạch trong chùa, còn mình là đệ tử tại gia, làm sao mình tu được tứ niệm xứ không phải như vậy đâu. Cái thành hứa với quý vị tử bước sang năm giáp thìn cái thành sẽ giảng kỹ và chọn đạo trang của chúng ta giảng về tứ niệm xứ vậy thầy trò chúng ta nắm chắc về tứ niệm xứ và lúc đó tứ niệm xứ không phải là một điều gì đó cao cao siêu đâu mà nó nằm trong cả hơi thở nhịp đập con tim của mình đồng ý không đồng ý nha nên cái vị tàng hữu số 6 đó là mình có được niệm và niệm chính xác ở đây đó là thực hành tứ niệm xứ gồm thân, thọ, tâm, pháp. Quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên trên pháp, thân trên thân, thọ trên thọ, tâm trên tâm, pháp trên pháp. Như thế nào? Chúng ta sẽ dành 4 buổi để học. Hôm nay chúng ta chỉ liệt kê thôi nhé. Tại vì quán thân trên thân chúng ta phải dành ít nhất là 90 phút cho đến 120 phút để cùng phân tích. Tương tự, thọ, tâm và và pháp nó còn khác nữa, nó còn vi tế hơn nữa. Năm sau chúng ta sẽ học bốn cái pháp này. Bây giờ chúng ta chỉ nói liệt kê thôi. Cái niệm ở đây tức là thực hành tứ niệm xứ gồm có thân, thọ, tâm, và pháp. Và cái sự chánh niệm này có phải là lúc có lúc không không? không đã gọi là chánh niệm thì phải thiết lập chánh niệm thường trực mọi lúc mọi nơi mọi oai nghi đi đứng nằm ngồi tất cả hoạt động của chúng ta đều phải thiết lập được chánh niệm được không quý phật tử được không đố quý phật tử vì sao chúng ta phải thiết lập được chánh niệm thường trực vì sao lý do vì sao vì sao tự nhiên phật bắt mình phải giữ chánh niệm làm gì từ lâu lâu quý vị tự cũng hay nhắc nhau giữ chánh niệm nha ví dụ khi mà cái tên mời quý vị tự xuống nè kính mời đại chúng ngồi xuống trong chánh niệm lúc mình ngồi xuống trong chánh niệm nếu ai ngồi xuống trong chánh niệm chúng ta có nghe Rọt rạc của cái ghế không không quý vị tự lắng nghe pháp chánh niệm nghe thì lúc đó có nghe tiếng nói chuyện không đúng không? Thì chánh niệm có lợi ích không? Có. Vậy cụ thể khi chúng ta thiết lập được thường trực của sự chánh niệm hay là nói rốt ráo hơn thực hành trọn vẹn được cái pháp tứ niệm xứ có lợi ích gì mà Đức Phật lại khuyên chúng ta phải thiết lập được cái chánh niệm thường trực này? Vì sao? mình đến với đạo Phật luôn luôn phải có câu hỏi vì sao nha. Mình nghe bất cứ thầy nào giảng cũng vậy, hoặc là bất cứ một cái giáo điều nào cũng vậy, hoặc là bất cứ một thông tin nào cũng vậy, đừng vội tin nhưng cũng đừng vội phản bác mà luôn luôn phải tư duy và một trong những câu hỏi để giúp mình tư duy là gì? Tại sao? Như thế nào? Vì sao? Làm như thế nào? Thì cũng vậy chúng ta nói rồi. Chánh niệm có cần thiết trong sự tu tập không? Có Bây giờ hệ quy chiếu lại nè Trong tám pháp vị tăng hữu Thì chúng ta đang nói chánh niệm Ở chi phần số mấy? Số 6 Đối chiếu qua bác chánh đạo Thì chánh niệm nằm ở chi phần số mấy? Số mấy? Số 7 Bác chánh đạo mà Số 7 Đối chiếu lại bên ngũ căn Nằm ở phần mấy? Số mấy? số ba tính tánh niệm ma số ba thì ngũ căn có có niệm bác chánh đạo cũng có chánh niệm tám pháp vị tăng hữu cũng có niệm tức là yếu tố thiết lập được chánh niệm vô cùng quan trọng trong đời sống đặc biệt vô cùng ý nghĩa và quan trọng trong sự tu tu tập vậy có lúc nào quý phật tử tự hỏi vì sao đức phật lại quan trọng chánh niệm như vậy. Vì sao Đức Phật lại khuyên đệ tử của ngài phải thiết lập được chánh niệm thường trực như vậy chưa? đặt câu hỏi này chưa? Nếu chưa đặt câu hỏi này, thì chúng ta thiếu sự tư duy trong tu tập, tức là nghe có chiều nghe Đức Phật dạy thì làm, thậm chí không hiểu làm sao làm. Nhưng bây giờ cái ta nhắc lại này, chánh niệm ở đây đó là thực hành gì? tứ niệm xứ gồm có thân thọ tâm pháp chánh niệm đây là gì thiết lập chánh niệm một cách thường thường trực vì sao tại vì nếu chúng ta thiết lập được chánh niệm một cách thường trực nhờ niệm liên tục như vậy thì tâm của chúng ta đó nó sẽ gắn chặt với các đề mục của tứ niệm xứ mà khi tâm của chúng ta duy trì được cái niệm thường trực này, tâm của chúng ta gắn liền được với các đề mục của tứ niệm xứ gồm thân thọ tâm pháp thì định nó sẽ phát sinh. Còn nếu chúng ta mà không có thiết lập được chánh niệm, không thường trực được chánh niệm thì xin hỏi quý phật tử, tâm chúng ta có định được không? Không định. Tâm không định vì sao? Tại vì tâm chúng ta không gắn vào các đề mục tứ niệm xứ, vì sao tâm chúng ta không gắn vào các đề mục tứ niệm xứ? Tại vì cái chánh niệm chúng ta lúc có lúc không, tức là không thường trực. Còn ngược lại, chánh niệm được thiết lập thường trực thì sẽ giúp tâm chúng ta gắn liền với các đề mục của tứ niệm xứ gồm thân, thọ, tâm và pháp. Và khi tâm chúng ta liên tục giữ được chánh niệm cũng có nghĩa là gắn chặt với các đề mục tứ niệm xứ thì định sẽ phát sinh đồng ý không quý Phật tử đồng ý không và cái định ở đây đó là pháp vị tăng hữu số mấy số mấy niệm rồi tới gì định đây là số mấy số mấy số 7 số 7 rồi nha số 7 rồi thì định ở đây tức là muốn được cái 7 thì mình phải thành tựu được cái số mấy a à, số 6 y như trong bát chánh đạo chánh tinh tấn rồi mới đến chánh gì? Chánh gì? Chánh niệm, chánh niệm rồi mới đến gì? Chánh định, ở trong tám pháp vị tăng hữu này thấy giống không? Giống, có tinh tấn, có niệm rồi mới tới có gì? Có định nên tu tập trong đạo Phật quý vị tự thấy không? Nó có logic hết á. Có logic hết mình học pháp rồi mình thấy đức Phật tuyệt vời lắm. Tất cả đều có một lộ trình vô cùng rõ ràng. Càng nghiên cứu càng thấy Đạo Phật chúng ta Rất là chắc chắn về lập luận Và cái lập luận đó không phải nói để chơi Mà nói để chúng ta tu học Quay trở lại Nhờ niệm liên tục Thì tâm chúng ta gắn chặt với bốn đề mục Trong tứ niệm xứ gồm Thân, Thọ, Tâm và Pháp Và khi tâm mình gắn chặt với bốn đề mục về thân thọ tâm pháp thì chúng ta sẽ phát sinh được định định ở đây là gì chúng ta nghe chánh định chưa chắc nghe nhiều rồi chúng ta nghe chữ định tâm chưa rồi vậy định ở đây là gì định ở đây là gì sao con đi nghe các thầy giảng khác khỏe lắm mà sao nghe thầy cái thành giảng thứ nhất là vỗ tay nhiều mỗi tay là một Lâu lâu ông hỏi hoài à Mà toàn hỏi khó không à Mỗi lần hỏi Một là con nhìn bóng điện Hai là con nhìn xuống đất Thế là sau buổi giảng của thầy cái tình Tay con đâu Đau mà cổ con nó bị chặt Bây giờ định là gì Định là gì Bây giờ trả lời luôn nhé Rồi cho một tràng vào tay trả lời nào <laughs> Định ở đây chính xác là chứng đắc từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Các lại nha, Định nơi đây chính xác là chứng đắc từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, nhưng cái này quan trọng này. Cái định trong đạo Phật nó khác với định của ngoại đạo nha. Cái định trong đạo Phật, xíu nữa chúng ta sẽ nói đến cái chi phần số 8 cái định trong đạo Phật tạo tiền đề vững chắc để phát triển tuệ giải thoát giác ngộ. Nhưng cái định của ngoại đạo không mang tới sự giải thoát giác ngộ. Có hai ví dụ sau đây. Ví dụ thứ nhất, chúng ta thấy đề bà đạt đa chứng được thiền thứ mấy? Chứng được thiền thứ mấy? Tứ thiền. Mình chưa được sơ thiền đâu, đúng không? mà đề bà đạt đa chứng được tứ thiền nhưng cái tứ thiền đó lại không khai mở trí tuệ cho đề bà đạt đa cái tứ thiền đó tạo cho đề bà đạt đa có thành thông nha quý phật tử có thành thông nhưng không tạo ra trí tuệ tại vì cái định của đề bà đạt đa mặc dù hình thức là một tu sĩ và thậm chí là một tu sĩ gọi là lớn đúng không xuất gia với đức phật từ buổi đầu mà rất là lớn luôn vai vế là em họ của đức phật nữa đúng không ạ à hình thức là đệ tử của đức phật nữa và một trong những đệ tử lớn nhưng cái định của đề bà đạt đa ông tu kiểu gì không biết ông đắc được tứ thiền nhưng cái tứ thiền này nó lại không phải là tứ thiền của đạo phật tiếp tục chúng ta nhớ đến hai vị thầy của đức phật không vị đầu tiên là gì alara kalama chứng được cái mức định là gì vô sở hữu xứ định. Cái vị thầy thứ hai của Đức Phật là gì? Uddaka Ramabutta chứng được mức định gì? Phi tưởng phi phi tưởng định. Cả hai mức định này cực kỳ cao và có thể xem đây là hai mức định cao nhất. Nhưng đó cũng không phải là định trong cái pháp vị tận hữu này, không phải định của đạo Phật. Nhớ nha ngoại đạo vẫn có chứng thiền, ngoại đạo vẫn có chứng chứng định, nhưng cái định của ngoại đạo, cái thiền của ngoại đạo không đặt nền tảng cho sự giải thoát giác ngộ. cụ thể, đề bà đạt đa chứng tứ thiền vẫn không giải thoát giác ngộ, mà thậm chí còn bị đọa cả địa địa ngục. hai vị thầy của đức phật chứng bất định rất cao vô sở hữu xứ định và phi tưởng phi phứ tưởng định nhưng không giải thoát và giác ngộ mà tá sinh lên cõi trời vô vô sắc mặc dù cõi trời vô sắc vi diệu chúng ta có mấy cõi trời có ba dục giới sắc giới vô sắc vô sắc giới cõi trời vô sắc giới là những cõi trời tại sao cái tên gọi là những tại vì trong cõi trời vô sắc lại có những cõi cõi trời khác nha và trong cõi trời sắc giới là có một số cõi trời nha, cõi trời dục giới cũng vậy nha quý vị tử. Thì cõi trời vô sắc giới là một trong những cõi trời vi diệu nhất, nhưng Đức Phật nói đó vẫn là tam giới ngục tù. Tam giới gồm có dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Dục giới gồm gì? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, các tầng atula và một số tầng trời của cõi vô sắc giới và sắc giới nữa đây là ba cõi đức phật nói ba cõi này đã giải thoát giác ngộ chưa chưa giải thoát và giác ngộ nên mặc dù hai mức định của hai vị thầy trước đó của đức phật rất cao mặc dù đề bà đạt đa cũng chứng được tứ thiền nhưng đây không phải là định của đạo phật đây cũng không phải là thiền của đạo phật mà trong cái đoạn này cái niệm chân chính hay còn gọi là chánh niệm và cụ thể đây là niệm ở bốn đề mục bốn cái xứ đó là gì thân thọ tâm pháp thiết lập được cái chánh niệm thường trực trên bốn đề mục thân thọ tâm pháp thì nó mới phát sinh ra cái định và cái định nhớ nha nhớ cho kỹ này và cái định nó phát sinh từ từ gì thiền tứ niệm xứ thì nó tạo ra sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền thì sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền nó tạo ra từ thiền tứ niệm xứ đây mới là thiền của đạo Phật đây mới là cái thiền mà Đức Phật chứng ngộ được dưới cội cây bồ đề đồng ý không quý Phật tử đồng ý không tại sao cái thành giảng cái này kỹ một số người không hiểu cái thành phải giảng tại vì nó thầy ơi sao thầy giảng tới cái đoạn này con thấy là chứng được tứ thiền là đỉnh mà tại sao con thấy đề bà đạt đa là như thế nào lại bị đọa thì bây giờ thầy phải nói là cái tứ thiền của đề bà đạt đa nó không liên quan gì chánh niệm trong bốn đề mục thanh thọ tâm pháp cả còn cái tứ thiền ở trong cái định này cái pháp vì tàng hữu số mấy số mấy số bảy nằm trong cái chánh định là số mấy số 8 của bác chánh đạo đúng không ạ? Cái chánh định nằm trong chi phần số 8 của bác chánh đạo. Cái định nằm trong chi phần số 7 của 8 pháp vị tăng hữu này. Cái định này bắt buộc nó phải xuất phát từ thiền gì? Tứ niệm xứ nó phải xuất phát từ chánh niệm thường trực khi tâm chúng ta gắn với các đề mục của tứ niệm xứ Định này mới là định của Đạo Phật Thì nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, sơ thiền Đây mới là thiền chân chính đúng chuẩn của Đạo Phật chúng ta Được không quý Phật tử? Được không? Phải nắm chắc cái này nha Chứ không là chúng ta dễ tu sai lắm Lưu ý Cái thành sẽ giảng một bài chuẩn bị lễ Phật thành đạo đúng không? Cái thành sẽ giảng cái bài là lộ trình tu chứng của Bồ Tát Sĩ Đạt Tha Thì trong đó Trong cái lúc mà Ngài vào trong sâu trong rừng Uruvela đó Thường thường chúng ta hay thắc mắc Ngài tu cái gì để đắc đạo Đúng không? Và cái giây phút từ một người phàm phu Để trở thành một vị Phật Trải qua những cái quá trình diễn biến tâm lý Tu tập tâm linh ra Là sao? Đêm thành đạo chúng ta sẽ nghe bài giảng này Được không quý Phật tử? Được không? Bằng cách chúng ta phát triển năm thiền chi năm thiền chi gồm gì quý Phật tử nhớ không? Dạ con không nhớ Vì sao? Con chưa học năm thiền chi gồm có tầm tứ hỷ lạc và nhất tâm nhắc lại nha năm thiền chi gồm có tầm tứ hỷ lạc và nhất tâm nếu chúng ta phát triển năm thiền chi cụ thể là tầm tứ hỷ lạc nhất tâm thì chúng ta sẽ chuyển hóa và chúng ta có thể đoạn tịnh được năm triền cái năm triền cái gồm gì gồm gì tham dục gồm gì sân hận gồm gì hôn trầm gồm gì trạo hối và thứ năm là nghi ngờ khi mình tu thiền chúng ta sẽ gặp năm trở ngại triền cái có nghĩa là những trở ngại trong lúc tu thiền đó thì khi mình tu thiền mình sẽ gặp năm cái trở ngại sau đây tham dục này sân hận này hôn trầm này trạo hối này nghi ngờ năm triền cái này khi nào có thời gian chúng ta sẽ học chắc chắn năm sau chúng ta sẽ học tại vì đụng tới tu tập thiền tứ điểm xứ là chúng ta phải kinh qua mấy cái này hết thì để vượt qua được năm triền cái gồm có tham dục sân hận hôn trầm trạo hối và nghi ngờ thì mình phải tu tập và phát triển năm pháp đối trị gồm có tầm tứ hỷ lạc nhất tầm khi mình tu tập phát triển được tâm tứ hỷ lạc nhất tâm thì xin thưa năm cái tham dục cái sân hận cái hôn trầm cái trạo hối và cái nghi ngờ nó sẽ bị chuyển hóa đoạn tận và bưng gốc và khi năm triển cái tham dục sân hận hôn trầm trạo hối nghi ngờ không còn nhờ chúng ta tu tập và phát triển năm thiền chi tâm tứ hỷ lạc nhất tâm thì chúng ta sẽ đạt thành tựu được chánh định và đây cũng là pháp vị tăng hữu số 8 và đây cũng là chi phần số 8 trong bát chánh đạo đồng ý công quý phật tử đồng ý không rồi bây giờ chúng ta nói là cái chánh niệm chút xíu này cái chánh niệm ở đây trong trường hợp này và cụ thể là trong bài kinh này thì chánh niệm đây đó là thực hành gì tứ điểm xứ gồm có thân thọ tâm pháp Quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp. Năm sao học, bốn bài. Bây giờ chúng ta không nhắc tới nữa nhé. Chứ bây giờ nhắc tới nữa là thầy ơi, khó quá. Không nhắc tới nữa, chúng ta chỉ điểm qua thôi. Thì chánh niệm ở đây, tức là chúng ta thực hành tứ niệm xứ gồm có thân, thọ, tâm pháp để làm gì? Để thiết lập được chánh niệm thường trực. Làm sao? Vì sao phải thiết lập được chánh niệm thường trực? Khi chúng ta thiết lập được chánh niệm thường trực thì nhờ cái chánh niệm thường tục này Thì tâm chúng ta sẽ gắn thật là chặt với các đề mục của tứ điểm xứ Và khi tâm của mình nó gắn chặt trên thân, trên thọ, trên tâm, trên pháp Thì lúc đó nó phát sinh cái gì? Định và định ở đây chính xác là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Ngoại đạo có tứ thiền không? Có ngoại đạo có tứ định không? có chứ quý Phật tử Nhưng cái định và cái thiền của ngoại đạo Không xuất phát từ tứ niệm xứ Còn cái định trong đạo Phật Cái thiền, cái chứng thiền trong đạo Phật Nó lại gắn liền với cái niệm trong tứ niệm xứ Nhớ điều đó Cụ thể ở đây Hai vị thầy của Đức Phật là Alara Kalama và Uddaka Ramabutta Chứng được phi tưởng phi phi tưởng vào vô sự hữu sứ định Nhưng cái định này không được xem là định của đạo Phật Tại nếu cái định này là của đạo Phật thì lúc đó Đức Phật đã phát triển và đã thành đạo rồi, đúng không? Nhưng lúc đó Đức Phật đã tứ bỏ, ví dụ số 2 cũng là tứ thiền nhưng không đặt trên nền tảng của tứ niệm xứ, đó là thiền của ai? Của đề bà đa, đặc đa cụ thể ông chứng được gì? Tứ thiền nhưng tứ thiền này không đặt trên nền tảng của tứ niệm xứ nên cái thiền này cũng được xem là ngoại đạo mặc dù ông mang hình thức là đạo Phật. Lưu ý cái vấn đề này. Bằng cách Bằng cách nào? Bằng cách chúng ta phát triển năm thiền chi. Năm thiền chi. Tại sao hôm nay cái tình hỏi quý vị tự không hiểu đúng rồi? Tại vì năm thiền chi không biết này, năm triển cái không biết này, tứ niệm xứ không biết này. Đúng không? Khi mình nghe cái gì không biết quá nhiều là mình hay khó hiểu. Nhưng cái tình hôm nay cái tình muốn liệt kê phân tích căn bản để mình biết ồ bao nhiêu năm học năm thiền chi không biết, năm triển cái không biết đúng không ạ? À? tứ niệm xứ không biết để làm gì để đặt nền tảng năm sau chúng ta học nên chúng ta phân tích tiếp này bằng cách phát triển năm thiền chi gồm có tầm tứ hỷ lạc nhất tâm nếu phát triển năm thiền chi này nó sẽ có hai tác dụng thứ nhất nó làm chuyển hóa thứ hai làm đoạn tận đoạn tận gì năm triển cái năm triền cái là gì năm chướng ngại của một người tu tập thiền năm triền cái gồm gì tham dục sân hận hôn trầm trạo cử và nghi ngờ và khi phát triển được năm thiền chi chuyển hóa bứng gốc đoạn tận được năm triền cái thì đạt đến thành tựu cái gì chánh định đây là con đường tu tập chuẩn xác trong đạo phật đấy được không quý phật tử được không nên niệm và định đó là kết quả của một cái quá trình công phu tu tập đúng đắn bền bỉ lâu dài. Tu đúng mà không bền bỉ lâu dài thì cũng không thành tựu được chánh niệm và chánh định đâu. Mà chúng ta có bền bỉ có lâu dài mà tu không đúng thì cũng như thế nào, không có đem lại kết quả. Nên chúng ta thấy niệm định được xem là quả ngọt của sự tu tập Niệm định được xem là kết quả của cả một quá trình dày công tu tập đúng với chánh pháp bền bỉ và và lâu dài. Vì thế, những ai tu tập mà chúng ta thành tựu được niệm, những ai tu tập mà thành tựu được định, đây là một điều hy hữu vị tăng hữu khó có được ở đời. Đồng ý không quý Phật tử? Đồng ý không? Bây giờ chưa nói thành tựu, bây giờ nói đơn giản trong đạo tràng chúng ta, nãy giờ chúng ta nghe giảng ai hiểu được niệm, ai hiểu được định là chúng ta đã hi hữu trong những người ngồi đây rồi. mới hiểu thôi. Mà hiểu xong rồi mình tu tập mình thực hành, rồi từ tu tập thực hành đến chứng ngộ có xa không? Xa, mà nãy giờ thầy giảng ba lần về niệm về định, xin thưa bao nhiêu người hiểu trọn vẹn? Nếu có ai hiểu trọn vẹn Đó là những người nghe Pháp hy hữu trong đại chúng hôm nay Mà nghe hiểu xong rồi chứng được chưa? Chưa cần một thời gian thực hành Thực hành xong có phải là hôm nay hiểu ngày mai thực là mốt chứng không? Có, đó là những người thượng căn cơ Còn chúng ta nhiều lúc hôm nay mình nghe Nhiều lúc á, về nghiên cứu tháng sau mới hiểu Đúng không? À? Tu tập tên vài tháng, vài chục năm nữa Bắt đầu mới chứng Nên ai mà có kết quả được Niệm và định được xem là quả ngọt của vấn đề tu tập, đạt được hai tiêu chí. Thứ nhất là gì? Đúng đắn. Thứ hai là gì? Bền bỉ và lâu dài. Nên ai mà tu tập thành tựu được được cái niệm, được cái định, xin thưa quý vị tự có quý không? Vô cùng quý, nhiều người trong đời có được không? Không, và vì nó quý và ít người đạt được nên Đức Phật gọi là gì? Pháp vị tằng hữu, tức là khó có được ở đời, được không? Được nha Hôm nay bài hơi khó, vỗ tay hơi bé Tôi kể cứ vỗ tay to mình giao duyên mình hiểu nha Đạo tràng ở đây dạng pháp dễ biết lắm Cái nào mà nghe hay, cái nào mà dễ hiểu vỗ tay to lắm <laughs> Còn cái nào mà thầy ơi cũng hiểu Nhưng mà 50-50 là thấy vỗ tay 50-50 đó Nhưng thôi, có thể hiểu chưa sâu Nhưng bài này có đang live stream đúng không? À, rồi cái tên sẽ về dựng bài lại, đưa lên chúng ta nghe đi nghe lại nhiều lần. Tại vì bài khó, chúng ta phải nghe đi nhiều lại nhiều lần. nhưng vậy nhờ cái khó đó mà mình ráng học, ráng tu, nó ló cái khôn. Còn bây giờ, Tài ơi, khó quá, đừng nâng cấp nữa, nó bó luôn cái khôn. Vậy đầu năm muốn ló cái khôn hay là muốn bó luôn cái khôn? Ló thì vỗ tay cho đúng cái ló luôn. Này. Mấy pháp vị tàng hữu rồi Ôn lại Một Thiểu dục Hai Tính Ba Tàm Bốn Quý Năm Tinh tấn Sáu Niệm Bảy May quá còn cái nữa hết rồi Cái thứ tám là gì? Tuệ Tuệ là gì? Cái thứ, thứ tám Nói luôn hết giờ nhé Tiếp tục Tuệ ở đây đó là gì? Minh sát Minh là gì? Là rõ Là sáng suốt đó quý Phật tử Chữ minh đó, có nghĩa là rõ Là sáng suốt Sát là gì? Là thấy, chữ quan sát đó Tuệ ở đây là minh sát Tức là gì? Thấy rõ Thấy rõ cái gì? Sinh diệt của các pháp Nhớ nha Nên tuệ là gì? Minh xác Minh là gì sáng suốt rõ ràng minh bạch xác là gì quan sát là thấy Minh xác tức là thấy rõ thấy rõ cái gì sự sinh diệt của các các pháp ở đây chúng ta không nói lý thuyết được đâu cái Tành đang nói về cái cơ sở căn bản về lý thuyết rồi nhưng mà để hiểu á, là phải tu đến mức độ gọi là đây đây gọi là pháp hành quý phật tử đây là pháp hành rồi Nhưng thôi chúng ta cứ nói pháp học trước nhé Còn tu tới đó rồi À có tuệ thì la lên cho cả làng biết nha Bây giờ chúng ta sẽ nói căn bản thôi Cái pháp vị tầng hữu số 8 đó là tuệ Tuệ ở đây là gì? Là minh sát Nhớ nha Minh sát Minh sát là thấy rõ Thấy rõ gì? Sự sinh diệt của các Các pháp Thấy rõ được bản chất sinh diệt Tương tục của các pháp Để làm gì? Phá tan vô minh nên cái giây phút thành đạo đó trí tuệ phát sinh vô minh không còn chứng đắc đạo quả của đức Phật là đây nè. Là đây nè quý Phật tử mình tu mà đến cái lúc lễ thành đạo mình không hiểu làm sao đức Phật thành Phật đó là đoạn này nè, nhắc lại nha. Tuệ ở đây là gì? Minh gì? Minh sát, minh sáng là gì? Thấy rõ, thấy rõ cái gì? Sự sinh diệt của các các pháp. Khi chúng ta thấy rõ được sự sinh diệt của các Pháp Khi chúng ta thấy rõ được bản chất sinh diệt tương tục của các Pháp Thì màn đêm vô minh bị phá tan Cái sự chấp lầm nhiều đời về hai cái sau này không còn nữa Chúng ta hay chấp này Chấp gì? Tôi Đây là tôi Đúng không? Và đây là tôi Nên sẽ có những cái tôi sở hữu Tức là gì? cái của tôi. Nên chúng ta bị nhầm gì? Tôi, của tôi, tự ngã của tôi, thì lúc đó chúng ta quan sát sự sinh diệt của các pháp rồi, tự nhiên lúc đó vô minh không còn nữa và chúng ta không còn ngộ nhận, chúng ta không còn chấp trước, chúng ta không còn lầm trước về ba điều tôi, của tôi, tự ngã của tôi nữa. Thì lúc đó như thế nào ạ? mọi thứ đều sáng tỏ và chúng ta chứng đắc giải thoát giác ngộ ngay ở đây và bây giờ chứ không đâu xa xôi cả đồng ý không quý Phật tử đồng ý không sợ gì chúng ta còn đau khổ tại vì mình còn chấp mình còn hiểu lầm tôi đúng không ạ à? của tôi tự ngã của, của tôi còn khi mà chúng ta đủ trí tuệ và mình thấy rõ Ô tất cả các bản chất sinh diệt tương tục của các pháp Nó đến rồi nó lại đi Và mình chỉ là một cái đóng lắp ráp thôi Cái tành sẽ cố gắng Cái bài giảng lần sau khi kết thúc Mà cái năm quý mão Cái thành sẽ giảng cái yếu tố này Cho quý vị tự biết Chúng ta chỉ là một cái đóng phụ tùng lắp ráp Nói căn bản trước nha Treo lơ trước nha Ví dụ Chiếc xe máy hoặc chiếc xe đạp đang ở đây thì xin thưa quý vị tử Cái chiếc xe đạp đó Chiếc xe máy đó Xin thưa mình tạm gọi nó là xe đạp Xe máy Nhưng thực chất rã ra Nó là một đống phụ tùng Có bánh xe Có lốp xe Ruột xe Đúng không? Tâm xe Cổ xe Kính chiếu hậu rã ra hết Khi rã ra hết Thì trong cái đống phụ tùng đó Mình cầm cái gì mình nói là chiếc xe Vô lệ mình cầm cái bánh nó đây là chiếc xe Phải không? Không, chúng ta cầm cái tâm xe mình nó đây là chiếc xe Đúng không? Cũng không đúng Chúng ta cầm cái kính chiếu hộ mình nó đây là chiếc xe Đúng không? Không, nên không có chiếc xe trong đống phụ tùng đó Nhưng mà cái đống phụ tùng đó Nó lắp ráp hợp lý với nhau Đây là cổ xe, đây là cái yên xe đây là cái bánh xe đây là cái tâm xe đây là cái lốp xe đây là vỏ xe đây là kính chiếu hậu ráp một đống phụ tùng lại mà vô lẽ chúng ta nói đóng phụ tùng thì thôi tạm gán cho nó một cái signature tạm gán cho nó một cái tên gọi dễ hiểu đó là xe máy hoặc là xe đạp nên chiếc xe không có trong đóng phụ tùng mà đóng phụ tùng lắp ráp hợp lý tạm gọi là chiếc xe Bây giờ quay trở lại, mình cũng là một đống phụ tùng lắp ráp lại. Mình có năm thứ phụ tùng căn bản gồm gì? Gồm gì? Gồm gì? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức là gì? Bữa khác học, bữa nay học đau đầu đấy. Thì mình cũng là một đống phụ tùng gồm sắc, thọ, tưởng, hành, thức gộp lại. Trong cái sắc chỉ riêng cái sắc nha Cũng một đống phụ tùng tạo thành cái sắc đó Trong cái thọ cũng một đống phụ tùng yếu tố tạo thành cái thọ đó Tức là mình tạo từ năm yếu tố sắc, thọ, tưởng, hành thức Và mỗi yếu tố lại có vô số yếu tố tạo thành cái yếu tố đó Thì mình cũng là một đống phụ tùng lắp ráp lại mà thôi Nhưng để phân biệt được đây là cô A, đây là bà B, đây là ông C Nên tạm gắn cho mình một cái tên mà thôi Và vì mình gắn cho nó một cái tên Tôi là con người, tôi là ông này, tôi là bà kia Nên mình mới hiểu lầm về về tôi, về của tôi, về tự ngã của tôi Còn khi chúng ta tu tập có có cái tiến trình Như lúc này chúng ta nói có tinh tấn, này, có niệm, này, có định Và đến giai đoạn này tuệ tức là gì? Chúng ta thấy rõ được bản chất của các pháp bản chất của các pháp là gì là sinh diệt liên tục tương tục đúng không ạ? Và khi thấy rõ các pháp nó sinh diệt tương tục như vậy thì vô minh không còn. Cái sự chấp, cái sự lầm về vấn đề tôi, của tôi, bản ngã của tôi không còn nữa thì xin thưa lúc đó ngay tại đây hành giả tu tập đạt được sự giải thoát giác ngộ vượt thoát khỏi khổ đau sinh tử là bậc giải thoát chưa từng có trên cuộc đời này và đây là một vị tăng hữu khó có được ở đời vi diệu ở đời được không quý Phật tử được không? <laughs> Nên hôm nay chúng ta học bốn phần còn lại của tám pháp tăng hữu có nhất cái nhất cái đầu chưa hơi nhức rồi nhưng mà nghe để mình biết tu tập của mình hiệu pháp của mình đã bao nhiêu lâu nay tại sao cái thành hay chọn những bài khó dạng cho đạo tràng tương mai tại thứ nhất nếu dạng chỗ khác đâu ai hiểu đâu đó là lý do thứ nhất phải dạng đạo tràng chúng ta lý do thứ hai tại sao dạng tại vì để cho đạo tràng mình không chủ quan không chủ quan gì tuần nào cũng nghe pháp tháng nào cũng nghe pháp chắc con tu chứng tới nơi rồi thầy ơi hôm nay nghe bài này tới chưa Dạ, thưa thầy, con mới tới cái cánh cổng à, chưa bước được vào cổng nữa. Nên tôi vừa có những bài giảng khó này. Nhưng mà là như thế nào? Là cơ hội, là chất liệu, là kiến thức rất quan trọng cho sự tu tập của mình. Và hơn hết nữa là gì? Cung cấp cho chúng ta những cái tư lương vô cùng chuẩn xác trong lộ trình tu tập giải, giải thoát và riêng đạo tràng của chúng ta cũng là một hồi chuông cảnh tỉnh nghe Pháp nhiều đó nhưng như thế vẫn chưa chưa đủ ráng tinh tánh nữa. Đồng ý không quý Phật tử, đồng ý nha. Nên hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới Cũng là ngày đầu tiên của tuần mới Thứ hai ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024 Là một thời khắc chuyển bình rất là thiên liên Chúng ta đã vẫy tay chào tạm biệt năm 2023 Và bước lên chuyến tàu mang số hiệu 2020 14 Thế thành hy vọng rằng những điều mà không được tốt đẹp Những cái xuyên não buộc ràng trong năm 2023 Sẽ gói ghém lại để lại đó đúng không để nguyên đó trên chuyến tàu năm 2023 và chúng ta sẽ bước sang chuyến tàu mang số hiệu 2024 nhiều niềm vui hoan hỷ an lạc vô lượng các tường vô lượng như ý và chúng ta mãi mãi tinh tấn tu tập sống trong ánh hào quang của ba đời mười phương chư Phật Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật